tốc biến nó đánh luôn này đấy. Đâm vàng chia đôi à, nó đi này lên, nó đi này lên mà nó phải máu được. Bắt được cái thiếu, phải để thiếu lại ngon này không? Để thiếu là ngon này không? Ôi, không được. Nếu ở lại là tham lam thì phải lại. Tham lam thì ở lại, không tham thì đi về. Ôi. Này nó biết lên E lên Quy đúng không ạ? Để tầm 100 mana để tí trả 2 chiêu. Ồ, 80 mana đúng rồi. Ok. Ok là đổi mạng tuy không lời lắm nhưng mà cũng được. Cũng tự tin đổi mạng. Game trước thắng không ăn á, tắt mẹ em game luôn à. Sập cả like luôn thì thắng được gì. Hắc đít sập cả like bên TikTok, bên Phật Bún rồi bên yêu tụi bé sập cả ba bên luôn, chịu rồi. Tôi vô lại nãy tôi vô lại được rồi đó, xong rồi nó bị đít tiếp đâu, chịu rồi. Tôi vô lại rồi tem mà có đồng ngàn tuổi rồi, xong rồi đánh vẫn thua. Không, pha quấy cũng không được đánh luôn, tí tôi vô tôi tua lại không coi mà. Tí tôi vô tôi mở lại cho không coi tí. Quỳ chiêu về còn gì nữa ấy. Đánh mà không dư máu có đưa đầu tao đánh cái đó giờ bê về luôn mà cái đường về chạy ra là gặp tao nữa chứ đâu có sống được quá không. Đâu có yên bình để lên được đâu đúng không? Giờ đi ra đây gặp đôi nè. Đây gặp tôi xin ít máu này. Mẹ ơi trời. Rồi, đấy, có chuyện rồi. Hồi quỳ là ăn được, hồi quỳ là ăn được rồi. Nó rít level 3 luôn á. Ok đúng không? Chuyện bay đánh là cũng tham vọng lắm á. Level 3 bay đang đánh level 6 là cũng tham lắm á. Hello các bạn đã xem nhá, buổi tối vậy mọi người. Chưa chắc, chưa biết rồi. Gà nó cắn miệng nào đâu. Chưa biết mèo nó cắn mèo nào đâu ha. Vế trên đây tôi chấp hai cái một mà. Giờ cứ quỳ lên máu nó trước đó. Cái mà giờ nó e cái vào trụ liền đúng không? Ok.
lần nữa là chắc hết máu quay về luôn rồi. Hay à, ok nha. Bình tĩnh. Bình tĩnh tự tin là chiến thắng với tao. Ôi giời. Ôi giời ơi. Con ghét Ugot chứ cho rít đâu. Nó bỏ con xe luôn rồi. Mất e nó mà nó quay lại nó ăn con xe tao lẫm đầu luôn á. Sợ gì đâu mà thật square máy à. Có bạn gần xong chưa, chưa xong ha, trụ ba cái nha. Một, hai, ba, sáu. Cái thằng Ugot tranh này dễ đoán quá luôn à. Gần như là tôi né được 90 đến 100% luôn á. Né vậy đúng 90 đến 100% này còn gì nữa. Rồi game còn Yorick Ugot có một cái chỗ e ngon nhất mình né là tức cười đó. Ôi trời ơi. What the fuck? Nào trình là rõ ràng rồi đấy. Không né E thì né R. Không né được E thì né R. Chết rồi. Cái gì cũng né hết này nữa end game. Game cho top bạn luôn rồi. Đích một phát ở hang rồng nè, một đích đích một phát ở nhà nữa. Hai hai phát đích rồi full đồ 6 món, có thuốc nữa. Đây là buông chuột sớm rồi. Cái gì buông chuột rồi. Hiền thế. Hiền khô. Rất ok nha, oh god. Mày bắn đao, mày bắn đao. Vậy bắn. Gót. Gót cho phóc tiếng mén rồi. Ơ kìa. Mày e nó chứ. Ui giời ơi. Nó bắn hụt cái R đúng không? Chết mẹ rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Vết này không biết chơi nha. Rồi vết này nãy thấy bằng cấp tôi là không biết chơi một phần rồi đấy. Quá trình đấy chứ. Hết lính ở đâu nữa. Có cái rùi đen này này. Đau quá à, nó bắn tới nơi luôn này. Đấy, nó có đủ ghen, nó bắn tới công tích chuyện luôn này. Chắc lên vùng đeo nó đeo kiếm thêm sau. Ok
Mày ăn thì mày ra mày ăn thì mày cứ ping ping thôi. Đi rừng ngu như con bò ấy. Vậy mà cũng đòi win. Đời mấy thằng vũ win đánh thì kém mà ping thì nhiều, đánh thì chả có một cái tác dụng mẹ gì cả. Ping 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 rất là khó chịu. Mày rảnh quá, mày vô đòi đòi năm blue mày. Có trụ ha. GRV xuống cứu, GRV xuống cứu ha. GRV xuống cứu ha. Rất ok nhá. 3, 4, 5. GRV xuống cứu ha. Đây gà quá đây, có đây thằng là bét đây thôi. Má ta đánh thường vô lính rồi ra đánh nó đó. Trộn vô. Là nó xem có ai xin một đợt ra đề xuất nha. Bắn. Đây còn con cóc. Nè, nó ra phá nó này. Thằng lợn nhựa Vega này nó rất ok nha. Phá đi. Chú phá đi nha. Ok. Chết rồi nhỉ? À, stop à. Shut down. À, stop à. Án này chắc tôi thấy lần đầu luôn đấy. Pha này tao đẩy, nhưng mà teo nó về đép mẹ luôn. Tôi đẩy được không thì không biết nha. Penta kill kìa. Penta kill. Penta kill. Thôi kìa. Trời ơi. Và nó chạy ra ngoài được đó chứ. Đùa đó. Ba cái game ba kêu này làm hoài mà đấy game mày 2-3 cái này ít giờ nó bà ron ngon
Hoặc là lúc bụi lại làm một cái Benta nữa. Lúc bụi lại làm một cái Benta nó có được chứ. Quay lại bắt AD nó dễ này. Có vẻ không có bắt hứa gì đâu. Một là B về, hai là chạy qua đây. Cao B về rồi. Tôi ở vùng quê nơi nghèo khó đó, có trăm điều khó. Vega bị mù map kìa. Ok kìa. Anh Vega ơi. Ok kìa. Cái lùm. Cái này nó dụ rồi chứ mù map mẹ. Cái cánh là dụ dỗ này rồi. In game. Má chơi game mà núp đây mà bọn nó có mắt đây là khó nói nha. Bọn nó có mắt đây là end game nha. Nó có mắt đây là end game nha. Bộ giả bộ cho nó dí theo thôi. Giả bộ cho nó dí theo chứ. Má. Má cái liền giả bộ cho nó dí theo không lực đầu luôn rồi. Ôi giời. Chị ghé thế rồi. Yorick gắn đi ra Yorick. Mình chắc một em game luôn rồi. 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 Tớ hận cậu luôn. Rất ok nhá. Nước mắt thật kìa. Ồ, mày hai top thật à. Hai top thật à. Mẹ luôn rồi. Ôi trời ơi, nó hai top thật luôn rồi. Ủa vậy xin nó chôn với em mình mực luôn rồi. Đâu ra nó vậy? Mẹ nó mất cả hai phép rồi. Ê, quanh vớt này khó nói. Kiểu cần hai cái cần hai thật luôn, mẹ nó thật. Cục về tương tạo nó kỳ kĩa đó. Khó đi nó khủng luôn á. Ui giời. Ngon. Vô đây, vô đen mực. Con mẹ nó đánh đầu thế. Má mà có đúp luôn mà mình không xài luôn mà. Trời ơi, thằng nó bụi. Tôi biết thừa nó cỡ má mà đánh đầu quá vậy. Má, bảo vệ xe dưới đây đó rồi nha. Chơi quá chịu thật chứ. Hại nhạy à. Ok nha mực. Rất ok nha. Ok.
nhãi làm cái gì mất thời gian. Bậc 2 quy đánh nó cái đó, đánh nó một nhịp xong nhịp 2 lấy mạng nó. Chiến thuật này vậy, nó phải chiến thuật này khó thì đỡ lên cao hết nhịp rồi này, đỡ lên hết cớ luôn à, đỡ lên cái này, chờ gì, khó quá nhỉ, à, chạy thật không à, mất tầm 100 máu thôi mà, đau thế mực ơi, mẹ bật cả R lên dí lấy được có trăm mấy chục máu à. Lên 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 lên. Lên lên ít trời ơi. Chop. Chop for job. Lo cá ở đây cũng phải công chuyện đấy. Đau quá trời. Thật rồi gì? Thì nó cân hai nha đây. Ma chưa. Má dính cái e hay quá à. Ôi trời ơi. Má được bạn ăn một tô luôn nhá. Về vô lành. Trời ơi, dính cái e nó đập. Nhiều râu quá. Nó có JC đây thì phải á. Lợn DC đây mẹ. Mặn này không mặn đâu mà nó bắn cái quy khó chịu quá. Ghê chứ à. Má được 300 vàng là end game rồi. Di lên ba cái đại các chém xa lắm á. Có cái nịt đấy. À, sao ba. Cái mực có đồ luôn rồi. Đau quá.
thằng rừng đang mới phát lên được á. Chuẩn luôn này. Ui. Thà đi bố ơi. Bằng máu của nồi bà đâu nữa. Tôi mất thiêu, mất ti nãy tôi đánh thằng DC rồi đó này. Vô đập cái dưới đại ca. Mẹ nó còn là chắn nữa. Chắc ngoài đấy cũng chẳng có máu mà. Phen thì on lên nè. Bên thì on nó rờ lên là đờ đi. Cần đi. Rồi. Mẹ nó thật luôn. Ok nhá. Ui giời, đầu vẫn chết luôn. Có kiếm bà đi không? Má chứ. Mày tính là chó JC núp tới một tiếng hồ đó tao ơi. Thằng khỉ JC núp tới một tiếng hồ đó. Ừ nha, có giày. Tốc độ chạy phí tới 410. Mà nó con tay chắc gì cũng chạy được không. Dính con cá đã bị nó solo bloro luôn. Quy lên thì mờ nó. Ây da, chạy nhanh quá vậy. Ôi giời ơi. Né được cá này. Mà đủ. Cá mà cay quá vậy. Ui giời ơi. Mày. Mày phải chịu mà được. Cũng thàm lắm đó chứ. À, không đủ đam luôn à, không đủ vàng luôn à, thiếu 50 vàng lắm. Nhìn nó đâu mà không có sầu. À, nó xem cho cái like xin một lượt like để xuất đó nha. Cảm ơn. Đây. Chạy rồi đúng không? Vẹt có rờ chứ. Chắc sống được đấy mà mai sống. Hai thằng mày luôn mai sống à. Ngày trước 300 vàng cho túi. Lúa về. Không phải một người đâu bạn ạ. Mà là ba người đấy. Bật ra tóc hành lắm nha. Xe. Em lại đây có mắt nào mà má con vợ nữa. Tình luôn á. Có mắt. Mực này chắc mắt ta tránh này ha. Mực nướng tới chơi bro. Mực nướng tới chơi bro. Xong rồi, kia thì sao?
Mẹ bảo ông khách banh nốt á. Xong rồi 50 điểm đúng không? Mày đánh lên răn là chịu luôn á. Đánh lên răn là trừ luôn nha. Đánh lên tầm 50 điểm thôi, khách chưa banh đâu. Bạn đã xem cho cái like, xin một lượt like đề xuất với nha. Xin cảm ơn. Cuối cùng solo đoạn mực cái à. Cái game là cũng... Đầu game mình cũng có cơ hội solo Bororo. Quỷ rừng lúc trong kia luôn. Cái thằng khỉ EC. Chắc về đi má nó. Giờ tới lúc đây có cơ hội ăn F-Rill nha. Úi giời ơi. Chết. Chạy 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 ra chạy ra. Đỡ tao viên. Nhưng cuối là đỡ cho không được. Ôi trời ơi. Nhưng cuối tao đỡ cho không được mà. EC. EC 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 chú bé đần. EC chú bé đần. Ok nha. Nè món mực chiên nước mắm, nước mắm hả mấy ông à? Mực chiên nước mắm mà. Ôi giời đau quá. Đau đớ đi mà. À, tôi đi cân đem cân không nổi. Đốp liều, thấy tôi bấm đốp liều farm lính không? Theo một đoạn thường này. Theo một đoạn thường thôi, gì đâu. Nếu có ai đây không? Nãy hẹn có lợn vít này, nãy giờ nó hiếp tôi hơi nhiều đấy. Cay lắm rồi đấy. Tục, lại bay màu, chết tới đôi luôn. Rất ok nhé mực. Hai con vợ này nó tệ như từng con lính ngồi nhau cơ. Ô, đánh nhau ngờ quá. Đại học là người tao đấy. Thượng mạnh. Không đánh được à? Đòi là mình là mày. Để làm cái gì thì cũng nói chứ. Để thằng và thằng nào nữa ra nữa đi. Nếp riêu trước à. Chắc là còn e nó hồi lại. Mình xin nó quỳ vào. Nó quỳ vào người xe rẹt luôn rồi. Đồng hồ đó, giết F riêu cái đầu về. Chết vậy? Nhẹ thế. CJC. Nó có đồ rồi, tí gì đâu. Em nói cơ.
Ma cha 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 cha. Nhưng có Lee Sin đây đúng không? Về ghép à? Về đường nào thì không biết. Về đường nào thì không biết. Về đường nào luôn. Rất là về nhá. Ok ok. Solo Bolero. Rồi. Hai đó fit gần 30 mẹ, 30 mấy mẹ mẹ rồi. Ta áo Siva. First game, first game. Rồi trời. Boss này trụ này trời. Trước đó đây, khi đánh hay kiểu nào chứ lên rank DCT gặp tôi cầm rắc phát cho khỏi chém. Về nha, về nha. Con cướp không còn cái nịt để lô nè. Ok. Phải nó thật chứ. Vậy cướp rừng cái này. Ơ à. Thảo Nguyên, ép trẻ trâu thế. Con cụ mày rồi. Khỏe vui vẻ, đáp nghe ép múa tù ẩm lợi của áp, đi ăn các thôi anh. Anh em chơi gì? Cái này bạn ơi. Xuống được của nó. Hỏi ăn rồng ấy. Nó bị đứt đường ấy. Cực bẻ đó này. FB Hồ Minh đang đi qua hình lại mặt cười chảy nước. Chỉ nó bắt hết rừng này. Sạch sẽ luôn rồi đâu. Ngọc Anh Dương, ghế mới hả? Ăn méo còn cái nịt gì luôn để ăn luôn. À, còn, còn bãi này. Mẹ mày. Ui, rồng hỗ trợ 10 mẹ rồi đâu. Ai con lợn nhựa, đứng lại đi. Đứng lại cho tao. Bằng like share cho Tiến nha mọi người. Em nghe. Trời đồ quá. Còn ăn cái con này của tao nữa. Cũng ngon. Còn ngon lắm mọi người. Ngon còn bánh kẹo. Có hẹn tới đây. Tới đây. Trông. Thảo Nguyên, đèn hồi tuy vừa tới nó cũng đã tới. Giờ hơn cái lợn này, này nè. Cái cụ cái mày, nào nữa. Này nè cần nè, con mẹ nè ghê đấy nhờ. Mấm khi đang. Ôi, thêm rấn nữa. Vô chơi à, tới đây bạn ơi.
Solo kill. Thảo Ngọc Anh nó reset bánh thường mấy cha. Đập hết nhà tôi luôn rồi. Tôi lợn láo thế nhờ. Chứ rác không có ở đây. Chết trội. Ngọc Anh Dương, thường thì mấy chiêu cường hóa như chiêu em của y cũng có reset nhưng... Trời ơi, ông cụ á. Lồng ra. Không biết. Bắt tật vết à, việc nhẹ lực cao ha. Cười. Mẹ ép múa tuồm lợi của áp, cân sách. Long binh chơi game mà lên giáp là hèn mặt cười chảy nước. Tật vét lên nữa. Quỷ nó còn tóc nó ao tầm nữa ta, lão thật. Solo kill. A4, hiệu ứng chém của skin này nhìn lực quá. Giờ tôi có mé hơi dày đó. Đáp né múa phường người của ác, sắc thắng rồi đi ăn cắp nhanh. Lợn nhựa modem này. Đợi tao tí. Mày đánh thế này. Đứng ở đây. Đứng ở đây, đứng ở đây. Đứng ở đây chứ. Thằng nào nữa. Con mẹ mày. Mẹ nó kéo tôi vô cái rồi cho nó nhảy nhảy. Láo cáo thật thầy à. Láo với thật thầy thì đi rồi đi. Làm game đó là qua test lúc kia mọi người. Vậy là nó xem cho cái xin một đồ ra đề xuất thôi nha. Vậy là cần cài răn kéo ra để bốc riêng cho mình nhá. Trời con mẹ mày. Hello.